Tiếp tục với các thông tin thời tiết, từ hôm nay thì nắng nóng cục bộ sẽ xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Diễn biến cụ thể như thế nào với anh Quốc Sáng? Vâng, với Bắc Bộ thì ngày hôm nay thì nắng nóng sẽ xuất hiện ở phía Tây trước ạ. Một số điểm như là Mường La, Mường Lay, nhiệt độ cao nhất chiều nay sẽ chạm ngưỡng 35 độ. Các nơi khác như Điện Biên Phủ, Sơn La, Lào Cai cũng ít mây và có nắng từ sáng đến chiều, trời nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ. Còn tại thủ đô Hà Nội và các thành phố phía Đông Bắc Bộ thì nắng mây đan xen nên nhiệt độ ở mức vừa phải 29 đến 31 độ. Với Trung Bộ, nắng nóng 35 độ xuất hiện cục bộ ở vùng núi, còn lại phần lớn các thành phố từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời nắng nhưng nhiệt độ hôm nay vẫn ở mức dễ chịu 28 đến 31 độ. Vinh, Đồng Hới và Huế thì nóng hơn 32 độ. Đà Nẵng tới Nha Trang dự báo chiều nay cũng khoảng 32 đến 33 độ, khá nóng. Lui xuống Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông vài nơi đang giảm dần. Sau 5 đến 6 tiếng tới thì nắng sẽ lên mạnh và gây nóng. Nhiệt độ phần lớn các thành phố đều trên 32 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Châu Đốc, Vĩnh Long sẽ có nắng nóng 35 độ. Từ 2 giờ chiều đến tối thì lưu ý mây dông có thể phát triển và gây mưa trái mùa. Cảm ơn anh Quốc Sáng với những thông tin vừa rồi và hy vọng là sẽ giúp cho khán giả có sự chuẩn bị tốt hơn cho ngày mới khi mà thời tiết miền Bắc và miền Trung thì trời nắng nóng, còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì mây dông vẫn có thể gây mưa trái mùa vào đầu giờ chiều.